mình đã, rồi hẵng nói với các, rồi chúng ta đến với trận đấu. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Như vậy là chém giao thắng đến từ Vitus Pro. Vitus Pro sẽ tìm xuất phát bên phía City sai trước, neo lên cho mình một cái kit và một quả nết. Bây giờ đang cố tình ra long đến từ các thành viên Angelis. Họ đang đi hai khu vực gây long. Không, như vậy là một tình huống nhá ở khu vực gây long thôi. Bách ngược lại sẽ là tình huống hầu đánh ra hay là đánh bom xe, hay là đánh bom xe A đây. Khi mà chỉ có vâng một quả smoke và một quả bom lửa đến từ vị trí của Glavo. Mình đang ngồi phòng thi đấu nhá. Và có vẻ như đánh bom xe A rồi. Quả lửa được ném vào trong hốc. Vâng, một quả bom lửa ném ra và quả smoke sẽ ném vào đâu? Có vẻ như sẽ có một smoke và sau đó chạy xuống bom xe bên trong. Smoke vào khu vực mini. Bây giờ tràn ra bom xe A. Một mạng đến từ Glavo. Task đổi được một mạng của CP thành công. Bây giờ thì neo đẩy vào có cho mạng Glavo. Snack có cho mình mạng của Divine. Tiếp tục Snack có triple kill. Snack có cho mình triple kill. Và tỷ số là 1-0 dành cho Vitus Pro. Một rào bắn piston rất đơn giản đến từ Vitus Pro và hiệu quả. Vâng, những tình huống đổi mạng rất nhanh. Snack có một tình huống di chuyển cực kỳ hay. Vâng, con quái vật Snack. Mình xin khẳng định là Snack bây giờ nếu nói ở CSGO thì có thể nói là Snack là một trong số những thành viên thi đấu xuất sắc nhất hiện nay. Phong độ cực kỳ ổn định luôn. Chắc chắn là như vậy. Nếu nói về vị trí thì Snack có thể mình nghĩ là xứng đáng đứng trên cái Simple cơ. Bây giờ là full buy đến từ Achilles. Toàn bộ là Tech9. Một mạng đến từ vị trí của Snack. Glavo lại nằm xuống rất sớm. Còn Snack đang bắn rất cục súc. Những cái vị trí bắn khu vực A-long ấy thì thường thì các team người ta sẽ không bắn A-long bằng ỏp chính. ỏp sẽ là thành viên được di chuyển nhiều. A-long thường là một thành viên bắn bằng M4. Và những người bắn A-long ở cái map nút này thường là những player có skill rất to. Mình xin khẳng định là cực kỳ to. Tại vì A-long là một vị trí rất là thiên về đấu skill cá nhân. Nếu mà skill không tốt thì không bao giờ bắn được A-long. Bây giờ thấy rồi, tiếp tục thì Bialy. Vâng, này nhảy nhót đến từ Dupri và Dupri đã nằm xuống 5v3 và bây giờ Snack đang kê bố đời. Chúng ta xem Snack đang rất tự tin. Bắn yếu đối phương rồi. Snack có cho mình double kill của Kibe. Giờ là một tiếng 5v2 và tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 của Vitus Pro thôi. Không hề có cơ hội cho Divine. Vâng, Divine đổi được một mạng của Barca nhưng Divine chỉ còn 16 máu. Tiếp tục thì CP không hơn 35 máu. Vâng, Sippy với 35 máu. Ơ, cái gì vậy? 35 máu là có cho mình double kill với cầu tech này. Bắn từ rất xa, headshot được thanh niên Snack. Tuy nhiên thì với 16 máu còn lại thì Divine không. Bây giờ thì còn có 2 máu lộ vị trí rồi. Divine có vẻ như sẽ xếp súng. Sẽ nhặt khẩu UP15 và xếp thành công khẩu súng này thôi. Vâng, UP15 trị giá 1.200 đô. Cái giáp này thì cũng trị giá là 1.000 đô nữa. Cộng thêm khẩu tech này là 500 đô nữa thì sẽ là có 2.700 đô. Trong khi đó nếu mà thắng, nếu mà thua rau này thì chỉ được cộng 2.000 thôi. Như vậy là không xếp súng đến từ Divine. Vâng, tỷ số lại không dành cho các thành viên của Vitus Pro. Vâng, tiếng game to lên, ok. Bây giờ mình mới nghe đến bình luận của bạn. Ok, mình sẽ to hết cỡ rồi đấy nhá. Ok, ok, vừa chỉnh xong. Bây giờ là một round Punico đến từ team Angelis. 3 khẩu Glock và 4 khẩu Glock, 1 P20 tràn ra súng bom xe B. Không được rồi, một quả bom lửa và một pha spray rất tốt của Tass. Không cho các thành viên của Angelis đặt bom lấy tiền. Tiếp tục thì Neo và Sena có cho mình 2 mạng. Giờ chỉ còn mình Sippy và Dupri thôi. Vâng, bây giờ thì sao? Nằm xuống rồi, một pha bắn Glock rất tốt của Dupri. Tuy nhiên thì Bialy vừa có cho mình mạng của Sippy. Giờ là tình huống 1v4. Vâng, Glock thế này thì làm cái gì cho cuộc đời giờ? Khó thật. Glock không giáp. Thôi thôi anh ơi, anh lăn ra chỗ nào, anh thấy chỗ nào chết dũng cảm nhất anh ra đi anh. Chỗ nào mà dũng cảm thì ra đi, bắn làm gì, bắn tụ họa chứ làm sao mà giết được người. Giờ mà thanh niên này giết được người tặng cho một sting luôn. Một sting dâu luôn. Bây giờ chúng ta xem Dupri sẽ làm gì trong tình huống này. Làm deck thì có cơ hội. Vâng, vẫn đang câu giờ đến từ thanh niên Dupri. Vâng, càng câu giờ thì càng chết thôi. Vâng, xử lý rất vòng vèo. Thôi anh ơi, làm trận đấu nhanh nhanh, đằng nào chật chết. Lại còn chui xuống bề vong lên móc. Cái lỗ này chui lên khó lắm. Chui lên cái lỗ này lại còn chui cầu thang thì không bắn được. Bây giờ lại chuẩn bị. Ui à, ui giời. À! Vâng, một tình huống bắn Glock quá tốt đến từ vị trí của Dupri. Giờ thì anh đang chuẩn bị tiếp tục thì sao? Nằm xuống bởi Bialy rồi. Em ơi, cho một sting dâu đến máy của Dupri ấy nhỉ. Vâng, cho ngay một sting dâu đến máy của Dupri thôi. Vâng, một pha bắn Glock, tôi không nghĩ là Dupri sẽ có mạng tình huống 1v4 vừa rồi.
Tỷ số bây giờ là 3-0. Full bài đến từ team Astralis. Tuy nhiên thì họ không có quá nhiều bom mìn trong round đấu lần này. Các bạn thì thấy họ chỉ có smoke và flash thôi. Bây giờ một tiếng bò qua smoke. Đi rất nhanh. Bây giờ Snack đang đẩy vào. Đang có một góc kê rất dị đến từ Snack. Một tình huống mà đối phương không thể bất cực kỳ bất ngờ. Nghe thấy rồi và chúng ta cùng xem Snack có mạng không. Snack nằm xuống rồi và cực kỳ di chuyển và bắt bài cực tốt đến từ G-Label. Bây giờ thì Snack nằm xuống rất sớm được khu vực A-Long. Tràn thẳng vào bom xe A. Bây giờ Bialy có một đoạn kìm A. Bialy có double kill. Tát ra cùng double thành công. Và tiếp tục Tát cũng có cho mình double kill. Giờ chỉ còn mình. Vâng, Tát có cho mình triple kill. Một tình huống bắn quá lao đến từ Astralis. Việc gì sao lại phải vội vàng như vậy nhỉ? Vâng, Astralis vừa rồi có một tình huống bắn quá lao. Họ đẩy thẳng qua smoke và họ phi từ cả mini lẫn cửa vào. Đây các bạn để thấy tình huống này. Tát đứng ở trong đây. Trong khi đó Bialy có cho mình double kill, một tình huống góc kê cực kỳ đẹp. Một tình huống Bialy với Tass, hai người kẹp trong bom xe B, bom xe A cực kỳ hay trong tình huống vừa rồi. 2A đổi 5, chết có 1. Một pha đổi người rất lãi. Bây giờ thì bắt buộc phải eco đến từ Astralis rồi, họ vừa thua một cái round. Họ có lợi thế người thì quá sớm, tuy nhiên thì họ lại không tận dụng được cái lợi thế đấy. Một pha vi rất láo đến từ Astralis. Bây giờ thì vâng, Snack đang đối đầu. Snack đang solo aim. Snack nằm xuống ở Kim A rồi. Lại một lần nữa các bạn để thấy cái khu vực Long A này là một cái vị trí canh rất khó. Dù rằng Snack là một player có skill rất to. Tiếp tục gây bổ có mạng của Neo. Kim A hạ gục Bialy đánh công. Giờ là một tình huống 4v2. Vâng, như vậy là Fox Bài đang lợi thế hơn rất nhiều so với Full Bài. Chúng ta đang xem. Một mình Tát đang ở đây. Các thành viên của Astralis đang rất từ tốn. Họ đang rất từ tốn. Bây giờ thì họ đang chiếm hoàn toàn khu vực A-Long rồi. Bắn Deagle rất tởm. Thế này thì bắn Deagle luôn đi, bắn súng to làm cái gì cho nữa. Bây giờ thì Basa đang có một vị trí cực kỳ quan trọng. Chúng ta xem Tát với Basa đang kẹp ở vị trí cực kỳ quan trọng này. Thời gian vẫn đang còn rất nhiều. Và Astralis vẫn đang rất bình tĩnh, họ vẫn đang kê. Họ không có gì để vội vàng cả. Bây giờ chúng ta xem Tát. Tát nhìn thấy rồi, Tát coi mình một mạng của Global rồi. Giờ thì Astralis sẽ làm gì đây? Có đổi được mạng không? Chưa có mạng đến từ vị trí của Dupri. Giờ thì Tát đẩy hẳn ra và Tát bị bắn yếu. Tát chỉ còn 15 máu mà thôi, chúng ta hãy xem. Vâng, bây giờ Tát làm số 7 Kim E 3v1, một mình Pasa. Pasa làm sao? Pasa chưa có mạng, Pasa lộ vị trí rồi. Và bây giờ Pasa đổi được một mạng của Dupri. Bom sẽ đạt thành công. Vâng, Pasa đang có một tình huống muốn đi tech. Cái gì đây? Ôi, vâng, một tình huống nhặt súng lỗi của Pasa. Fake sau đó thì anh đã gây tiếng rồi. Và bây giờ thì Pasa 1v2. Còn full bom đến từ Pasa. Có kit. Vâng, bây giờ Pasa có một mạng của Divine rồi. Tiếp tục Pasa nằm xuống bên Kim E. Một tình huống kê rất cục xúc đến từ vị trí của Divine. Và tí nữa thì thôi, tí nữa thì Pasa đã có tình huống clutch thành công. Rất là đáng tiếc. Vâng, tỷ số là 1-4 dành cho Astralis. Bắn Deagle rất tởm. Các bạn thì thấy ở khu vực A-Long là một cái vị trí thực sự theo mình đây. Các bạn nhìn đây, ở A-Long là một cái vị trí canh cực kỳ khó luôn. Tại vì cái vị trí A-Long là những cái vị trí đấu skin rất là thuần, quá thuần về đấu skin luôn. Tay rất là to thì mình có thể bắn được A-Long. Di chuyển thì còn phải khéo nữa. Thường thì những người bắn tốt nhất thì với là những người bắn A-Long. Ví dụ như Team Nip thì Get Right là người bắn A-Long. Snack là người bắn A-Long của Vitus Pro. Glavel là người bắn A-Long của Team Astralis. Config là người bắn A-Long của Team North. Đây là những player bắn A-Long. Trong khi đó ngày xưa là Scream là người bắn A-Long cho Team G2 cũ. Bây giờ tiếp tục là ra khu bom xe A đến từ các thành viên của Astralis. Bây giờ có mạng rồi. Vâng, Neo và headshot được đối phương rồi. Bây giờ thì Neo có cho mình một mạng Kim E. Vâng, khó rồi khi mà Glaver chỉ còn có 10 máu rồi. Đây là một pha dài long chưa thành công đến từ các thành viên Astralis. Bây giờ thì bắt buộc họ phải bỏ khu vực A long lại. Một mình Divine sẽ người giữ lại ở khu vực này thôi. Vâng, khi mà Glaver chỉ còn có 10 máu, Astralis đang tỏ ra không có nhiều bài bản trong cái map đơn lúc này. Các bạn thấy từ nãy giờ thì họ gần như chỉ có bò pick thôi. Hậu pick là chính. Có thể là hậu pick và sau đó di chuyển về đánh một bom. Chứ họ không có nhiều bài về full bom lắm. Bây giờ thì có vẻ như một thằng đi ram rồi. Một pha đi ba ram đến từ các thành viên Astralis. Neo thì sao? Neo chưa có mạng, Neo lộ vị trí rồi. Trong khi đó Pasa vẫn đang nấp rất điếm. Và chúng ta xem Pasa hàng về. Hàng về. Ui, một mạng đến từ Pasa. Double kill không, đó là mạng của Neo. Double kill đến từ Pasa và Neo có cho mình triple kill. Thì số 5-1 dành cho Vitus Pro. Một tình huống pick rất tốt của Neo trong tình huống vừa rồi. Vâng, Pasa chủ động nấp điếm và Neo là người gây tiếng động và sau đó Neo chạy một phát xuống bom xe B. Các thành viên của team Astralis chủ động đuổi theo Neo và ngay lập tức Pasa đẩy ra. Vâng, Pasa đẩy ra là có cho mình hai mạng một cách rất dễ dàng. Một round đấu mà Neo có cho mình một tình huống di chuyển quá là tuyệt vời.
Đầu tiên là Neo di chuyển ra long, bắn yếu một và có được một bạn. Ngay lập tức thì anh ấy bỏ long và chuyển về ram. Bây giờ thì full bài đến từ Archalis, có một orb đến từ vị trí của Divine, không giáp luôn, rất là cục xúc. Các bạn đấy đang bắn rất cục xúc. Snug tiếp tục là người solo ở khu vực A long này. Vâng, Snug tiếp tục solo ở A long này. Bây giờ có flash ném ra, chuẩn bị tràn vào. Như vậy là walk vào mini đến từ vị trí của Glaive. Và bây giờ Glaive, vâng, mù rồi. Vâng, Glaive không vào kết thúc đối phương của flash tốt đến như vậy mà sao Glaive không bắn. Snug vừa có mình một mạng của Divine. Vâng, Divine nằm xuống một khẩu họp rơi. Kibe nhặt ngay khẩu họp thành công. Và chúng ta xem bây giờ ai là người chiến thắng. Kibe bị bắn yếu rồi. Vâng, Kibe vẫn chưa có mạng cho mình. Giờ là một tình huống 5v4 lợi thế người dành cho Virtus Pro. Vâng, bây giờ thì Glaive đang đẩy vào, lộ rất nhiều tiếng đến từ Glaive. Vâng, Glaive đang di chuyển rất là khó hiểu, anh vẫn đang luẩn quẩn khu vực A-Long này. Trong khi đó Snug vẫn đang rất cương cứng ở đây, và Snug vẫn đang giữ rất chắc. Bây giờ thì tràn ra ram, CP nằm xuống bởi Neo rồi. 5v3, 3 thành viên của thành viên Archalis đang quyết định đi xuống mob side B từ tình huống này. Có một orb đến từ Kibe. Kibe cần phải có một mạng từ rất sớm không, nhưng Biali vừa cùng Glaive thành công. Tiếp tục thì Biali có double kill cho riêng mình. 5v1 và tỷ số chắc chắn sẽ là 6-1 dành cho Virtus Pro thôi. Bom đang bị rơi, không có cơ hội cho Kibe trong tình huống 1v5 này. Chắc chắn là như vậy, không thể xếp được thì đúng hơn. Đang bị quay rồi, và bây giờ một mạng đến từ Kibe. Vâng, lộ vị trí rồi. Bây giờ thì Kibe vẫn tiếp tục bị quay. Một tình huống Bunny ở trên khu vực Long A. Có vẻ như đó là tình huống Bunny đến từ vị trí của Snug. Bây giờ thì 9 giây, 8 giây. Vâng, hết time rồi, bắt đầu nó mới giết cơ. Thế nó mới nhục. Chúng ta cũng xem có xếp được không hay không. Mình ghi không thể xếp được đâu. 1 giây hết giờ. Và bây giờ trượt rồi, hỏng rồi. Vâng, hỏng rồi. Không được cộng tiền. Và có vẻ như Kibe giờ sẽ hết sạch tiền. Không đầu nhưng mà xem. Các bạn có thể xem số tiền của Kibe trong round lần này. Một round thua quá là tai hại luôn. Vâng, lần này sẽ không được cộng tiền. Đây rồi, 250 đồng. 250 đô đến từ vị trí của Kibe. Trong trận đấu này thì Divine đang có khởi đầu không tốt cho lắm, với tỷ số đó là 117. Thông số đang là 117. Có vẻ là một tình huống đánh ram. Và Pasa đang có góc kê rất đẹp. Chúng ta xem Pasa có thể chạy được trong tình huống này. Và bây giờ Pasa bắn trượt một viên, Pasa bắn trượt hai viên. Có sự cover. Neo có cho mình double kill. Neo có triple kill. Không, đó là double kill đến từ Pasa. Và một mạng có lại được của Biali. Một round bắn pistol rất đơn giản của các thành viên, một round eco rất đơn giản của Archalis. Và họ không có cho mình dù chỉ một mạng trong cái round đấu vừa rồi. Chết 5 cực kỳ nhanh luôn. Và bây giờ tỷ số là 7-1 dành cho Virtus Pro. Nói chung thì map này là một cái map, vẫn là một map lệch của Cityside. Nếu bây giờ mà Virtus Pro họ thắng với tỷ số là khoảng, họ lên được khoảng 12 round thì chắc chắn họ sẽ thắng. Còn lên được 10 round thì mình cũng chưa biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. 10 round thì phải ăn được pistol. Còn 10 round mà không ăn được pistol thì cũng không biết thế nào mà lại. Bây giờ Neo là người bắn long và Snug là người back ngay xuống bom side B. Snug đang back ra khu vực long xa. Vâng, Glaive đang có những tình huống di chuyển cực kỳ tự tin, các bạn thấy. Bây giờ tiếp tục một tình huống đẩy ra. Vâng, một mạng đến từ vị trí của Pasa. Một pha bắn off rất tốt, và bây giờ Pasa trả ra một quả nết. Snug có cho mình một mạng của Glaive ở khu vực A long. Giờ thì Pasa có cho mình double kill hay không? Vâng, chưa có double kill đến từ mình. Anh em bảo khuyên có nên đổi đường truyền không? Có vấn đề về mạng. Nếu mà không ấy thì mình sẽ đây. Mình sẽ đổi sang VNPT. Sẽ phải stop kênh stream lại. Có gì anh em thông cảm. Chờ trong vài phút nhá.